Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm. Lần đầu tiên mì thanh long mang theo lời nhắn tình yêu. Hello, xin chào tất cả các bạn. Đây là vlog mới của tụi mình về chủ đề thử thách đầu bếp. Lần này đặc biệt ở chỗ mình sẽ là người đi mua nguyên liệu và mình sẽ lựa chọn bất kỳ nguyên liệu gì mà mình thích và mình đem về cho Nabi nấu, và Nabi sẽ phải tận dụng những cái nguyên liệu mà mình mua để Nabi có thể nấu ra được một món ăn thiệt là ngon. Và nếu Nabi có thể hoàn thành được thử thách này thì coi như hả tôi công nhận Nabi là số 1 Nabi hàng hiệu. Ok, tôi mặc dù không tự tin lắm về cái việc cho tô gà đi siêu thị một mình, nhưng mà tôi tự tin về tài nấu ăn của tôi. Ủa nhưng mà nếu như không số 1 thì ai số 1? Đi mua đồ nào. Được rồi, bây giờ mình sẽ vô đây mình mua những cái món theo kiểu mình. Cái thử thách này là mình có thể mua bất kỳ thứ gì để xem thử Nabi có nấu được không. Thì tại vì mình là một người thích ăn đồ nước, thì trời thành phố Hồ Chí Minh rất là nóng, mình rất lười ăn đồ khô nên mình sẽ mua một cái món để làm đồ nước xem thử Nabi sẽ chế biến nó như thế nào nha. Ok, đi thôi. Rồi thì nguyên liệu đầu tiên thì mình thấy ngoài quán mình hay ăn xương rất là ngon, đó là xương hầm. Thì bây giờ mình sẽ mua những cái cục xương này để làm nguyên liệu chế biến cho món ăn ngày hôm nay. Đây tạo cái đăng xương hầm theo comment bên dưới nha. Thì ngoài thịt chúng ta nên có một chút rau củ vô cho nó hơi thì và cho nó cái món nó đỡ ngán nha các bạn. Mình sẽ mua cà rốt 3 cục và thêm củ cải trắng. Mình đầu tiên trái thanh long có màu xanh vàng, có rất nguyên liệu loại ta, nó có màu vàng ta. À, chứ nữa mình cũng làm món mì tôm thanh long các bạn, không biết có nên mua này cho nó hợp lý không ta. Thì bắp cải là một món rất là cao thì và ngon, thì mình sẽ bỏ thêm bắp cải vô nguyên liệu. Rồi và bây giờ, tại vì vừa rồi mình vừa có một video người ta chọn cái nguyên liệu chính đó là thay vì cơm họ chọn đó là lọc phồng tôm các bạn, nên mình là mình sẽ thử chọn cái bánh phồng tôm này làm cái món chính là lần đầu tiên trái thanh long ở trong phồng tôm. Mình thấy cái này người ta sẽ chiên lên ăn cho nó giòn giòn, nhưng bây giờ mình sẽ làm cái này như là bánh canh nha. Mình sẽ bỏ vô mình ăn như kiểu bánh canh nè, ăn như ăn bún vậy, để thử xem như nào. Được rồi, mình đã mua xong rồi, để xem thử những nguyên liệu này Nabi sẽ kết hợp lại cái món gì cho mình nha. Ok, thôi tôi đã mua về rồi và bây giờ Nabi hãy xem những gì mà tôi đã mua và chế biến nó thành một món thật là ngon dựa trên những gì tôi đã mua. Mở ra coi đi. Như khi mà tôi nhìn như thế này á, anh mua đồ nướng đúng không? Đúng rồi, sao biết hay vậy? Khi nhìn là có biết rồi. Đúng là con người nấu ăn có khác. Cái này là lên Google search đúng không? Sao rồi mua đúng không? Tôi hay ăn nhiều nên tôi biết cái nào cần cái gì. Thịt. Thịt hầm xương. Rau củ. Ê, à, cái này là cái món hồi kỳ trước mà tôi đã nói cho tôi gà ăn xong cái khoái cái mua lại. Anh nói gì vậy? Nuôi nha. Tại sao lại có bánh phồng tôm? Không có nuôi, có bánh phồng tôm thôi. Thà ăn, chỉ có phồng tôm lên ăn chung với nước lèo hả? Đúng vậy. Là sao? Thì chúng ta sẽ dùng bánh phồng tôm để nấu luôn. À, quên mất. Thì chúng ta còn phải mì thanh long xuống nữa. Đang định hỏi luôn tại sao đây lại có trái thanh long. Tại vì hôm nay là chủ đề chúng ta sẽ nấu mì thanh long mà cùng với đó là món của Nabi. Chui. Được rồi, để tôi lấy mì thanh long cho các bạn coi nha. Đây chính là cái hộp mì thanh long mà tôi đã vừa order về. Các bạn, tôi phải order một tuần thì nó mới về tới. Tại vì cái món này order khó quá các bạn, nó chưa có bán thị trường hay sao á, tôi phải order trên Shopee. Đây, để bây giờ tôi sẽ mở nó ra. Rồi, đây rồi, mì thanh long của chúng ta. Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm. Đây chính là mì thanh long của chúng ta, mì bằm thịt heo đã. Và chúng ta sẽ kết hợp món phồng tôm thịt heo với lại món mì thanh long. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Bạn ơi, tại vì mình sợ lâu quá thế nên là mình đã nhờ người này cắt giùm rau củ để các bạn coi cắt rồi. Nè kỹ năng ha. À, tôi cắt bây giờ à. Thì cắt có một cái củ chút xíu mà cắt trúng rau luôn á. Tôi cắt nè, chỉ cần mấy giây thôi, 10 giây thôi là xong một cục. Cái này nãy giờ chắc 1-2 phút rồi đấy. Con người không phải của bếp đúng không? Biết cắt rồi nè. Nhưng mà sao dày quá vậy? Cái củ người ta nhỏ xíu xong mà cắt đúng vậy luôn. Lấy nó còn gì đâu mà ăn. Ok, trong lúc chờ đợi tôi gà làm là rau củ thì bây giờ mình sẽ đi nấu thịt. Mua cái này không biết ai ăn ăn nhịn luôn á, mua kiểu nhét chị răng sao á, không có chút xíu rồi mua sợ ăn hết á. Trời ơi. Được rồi, cái này là mình kiểu bắt chước mẹ mình thôi. Rửa sơ cái thịt này để cho kiểu nó bớt dơ, để lát nước nó sẽ trong và đẹp hơn. Đây là cái nồi mà người ta gọi là cái nồi quan trọng nhất, cái thứ quan trọng nhất của cái món ăn này. Cái này nó mà dở là mình lát. Ra vậy. Ok, đây là nước nêm. Nước dùng. À, nước dùng. Nước nêm là nước gì, nước dùng. Nước dùng. Đúng rồi. Các bạn coi tôi gà cắt vỏ cà rốt nè.
cụ cà đó người ta đúng bự xong các còn nhỏ xíu rồi nè. Sao vậy? Ta gọi là tiết kiệm nhiên liệu. Không tiết kiệm luôn á, cái này là rất là luôn. Gà nấu ăn này trời đất ơi. Ở đây là công việc hàng ngày mà. Thì vậy hàng ngày luôn hay là hàng ngày lên Shopee Food Order? Mày nấu làm cái này khổ. Thằng nào không nó nghẹn à. Đó, đây là nồi nước dùng, chưa có gì hết các bạn ơi. Bây giờ tiếp theo là công đoạn mình sẽ chỉ tôi là cắt hoa. Mình sẽ tạo hình hoa để cho cái nồi nó đẹp, hiểu không? Okay. Biết tạo không? Biết. Đào thử coi. Cái gì vậy? Tiền cắt đôi không ra rồi hoa chỗ nào? Nếu như mà không sợ đứt tay thì mình sẽ làm bằng chân tay như thế này. Nếu như mà sợ thì làm bằng cái này. Đó, chúng ta sẽ có hoa ba cánh. Các bạn đừng chê tôi nha, tại vì tôi làm những cái tỉ mỉ nó xấu lắm. Nhưng mà dù chúng ta cũng có cái hoa dưới sự cố gắng của Nabi rồi. Sau khi làm xong chúng ta sẽ cắt cho nó bé ra. Ok. Đó, mình sẽ bỏ đây. Chúng ta có hoa ba cánh. Ok. Rồi, làm đi nha. Cái tên hoa ba cánh của tô gà này các bạn cũng rất là đẹp luôn. Đây là cái thố mà nó sẽ quyết định cái nồi này nó có ngon hay không. Đây là thố gia vị. Thì bây giờ thật ra quay cho nó vui vậy thôi, chứ nó không có công thức gì trơn á. Chúng ta sẽ đổ theo tổ tiên mách bảo. Là tổ tiên kêu dần thì dần đúng không? Các bạn biết tụi mình đang nấu ăn bằng cái gì không? Muối Himalaya. Muối hồng á, muối trên núi á, lấy trên núi lửa rồi gì á. Tầm lao nữa rồi đó. Cái này chính là ajinon, hạt nêm. Không thể nào thiếu trong những bữa ăn của gia đình. Đây sẽ là bột ngọt. Đây là cái thứ mà ăn nhiều sẽ không tốt, nhưng mà không ăn thì nó không ngon. Các bạn có biết mấy cái này là cái gì không? Mấy cái này là đường đó. Nhưng mà tại vì tụi mình không hay nấu ăn nhiều quá, thế nên tụi mình mua nhiều đường quá thì mất công nó bị hư. Mở ra mà không xài nó bị hư, thế nên là mua mấy cái nhỏ nhỏ. Đây là đường gói. Đường này đem đi du lịch đổi thứ á. Đó, bảo là chúng ta cứ bỏ vô để sau vào vô. Quá tiện lợi. Chai nước mắm mini siêu cute vomeware. Thì đó, do là không có nấu ăn nhiều, thế nên là không có mua những cái thứ mình nó quá bự. Chúng ta mua size mini thôi. Mini quá là cái mình đổ ra nó cũng ra từng giọt nhỏ mini luôn các bạn, rất chậm. Và đây là sau khi bỏ những cái thứ rau củ quả mà nãy tôi cắt vô các bạn à, thành một cái nồi. Thế tôi gà cắt cũng được, nói chung là sao này phụ bếp cũng ok nha. Nhiều khi thành vua đầu bếp luôn. Thôi đi má. Rồi những hấp dẫn nha, đưa đây. Tôi cầm tôi quẹt cho nó thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi không chờ bạn nữa. Bây giờ mình đang gọi là vớt mấy cái trong cái nồi này ra. Chừa lại nước ha. Chừa lại nước để làm gì các bạn có biết không? Để làm cái này. Bánh bông tôm. Đợt này á là mình biết tô gà. Xem cái món này đâu này, mình cho tô gà xem. Xong cái tô gà nhớ và đi mua. Thì bánh bông tôm này không chiên nha mọi người. Nó là luộc. Ăn như bánh canh gì đó, nó sẽ ăn là một món nước. Giống như là kiểu bánh canh giò heo, rồi bánh canh xương. Cái này gọi là bánh phồng tôm xương. Trời nó siêu phẩm các bạn, nó rất ngon luôn á. Nếu như mà những bạn nào mà chưa biết tới cái món này, các bạn có thể nói mẹ của mình nấu ăn thử nha, nó rất ngon. Tuyệt vời. Rồi và trong khi Nabi đang nêm nếm cái tô bánh phồng tôm bên kia thì tôi sẽ làm món mì thanh long đỏ các bạn ạ. Chắc gần đây các bạn cũng đang nghe nói về cái mì thanh long này rồi, thì tôi sẽ thử cho thêm nó vô trong cái bữa ăn chính ngày hôm nay luôn để xem nó có thực sự ngon không nhé. Mình sẽ mở gói mì tôm thanh long này ra. Thấy có một sự khác biệt rồi các bạn. Mì nó có màu đỏ, nó bỏ trong hộp nè. Chúng là tôi cũng không biết sao tôi gà rất là kiên quyết phải ăn cái này, kêu tôi nấu cho ăn. Hôm nay sẵn có cái nồi nước súp rất là ngon, thế nên là cho ăn thử. Ok, đây, nó có làm cái hộp này nó khác với những cái mì bình thường. Không có luôn, cái hộp này mì khác cũng có. Ok hả? Ừ, ê, nhưng mà cái đó rau củ đúng không? Ừ. Giờ mình không xài cái này thì nó có ra mì tôm thanh long không ta? Tại vì nó có nước dùng, nó có sẵn gia vị rồi. Chắc mình coi thử. Nếu như anh bỏ ra bỏ nước dùng cho nó mặn á. Cái nó có mùi gạch bằng. Bây giờ thì thoát khỏi. Tại vì nước dùng mình có nêm sẵn rồi, thế nên là để cái nước đó vô nó sẽ bị mặn. Bỏ cái rau củ rồi. Ok, đây này bỏ nước dùng vô. Mình sẽ cắt cái thanh long mà bỏ vô. What? Như bên này nọ không? Tại vì cái này nó hơi ít á, thế nên là mình đã cắt thêm mì tôm thanh long vô. Rồi, mình kết hợp món mì tôm thanh long với lại phồng tôm thanh long. Đó, quá trời màu luôn. Bây giờ chúng ta sẽ có một tô siêu phẩm nè. Bây giờ mình sẽ đổ nước dùng vô. Chúng ta sẽ có một tô mì tôm thanh long. Nhìn hấp dẫn nha. Cho thêm một tí hành và ngò, cho thêm tiêu vào. Trời, như vậy. Trời ơi, tôi nói nó tuyệt đỉnh. Sao đi nấu ăn ngon vậy trời. Đây chính là tác phẩm của chúng ta các bạn. Wow. Ok. Ở đây chính là trái thanh long vàng, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay các bạn. Mình sẽ cắt đôi trái thanh long này ra cho các bạn coi. Bên trong trái thanh long này vàng này nó có khác gì với trái thanh long mà hồng bình thường không? À, wow! Không thể nào. Trời ơi, nó
không khác gì luôn các bạn ơi. Nhìn nó y đúc rồi. Đây chính là tô mì tôm thanh long nguyên chất. Đây chính là cái gói mì tôm thanh long khi bạn vỡ ra các bạn đổ nước sôi vô nó sẽ như vậy. Và đây chính là mì tôm thanh long sau khi chế biến cùng với thùng tôm các bạn. Đó nhìn nó cũng hấp dẫn chứ bộ. Được rồi, bây giờ mình sẽ thử hai cái xem tụi nó khác nhau như thế nào nha. Ok, và bây giờ mình sẽ thử mì tôm thanh long phiên bản gốc trước là nguyên chất các bạn. Không có thêm chế biến gì. Sợi mì nó có màu hồng. Và theo tôi cảm nhận thì nó cũng giống với những gói mì khác, những gói mì bình thường các bạn ơi. Mình hiểu vì sao nãy mình ăn thấy giống mì tôm bình thường thì mình quên ăn thanh long các bạn. Mình sẽ phải ăn một cái thanh long này nè. Nó thực sự kết hợp là kỳ. Thì mình thấy nó vừa giống đệ nhất. Các bạn có biết mì đệ nhất không? Mà nó có một chút omachi bò hầm. Gói mì tôm thanh long rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ ăn tới mì tôm có trong cái tô tô phòng tôm xương của Nabi. Chúng ta sẽ ăn thử trong này mình có một miếng mì tôm thanh long. Chị nhận thành cái thanh long thấy ngon à? Ngon quá, thanh long màu vàng ngon quá bạn. Bỏ vô đây giống như là những cái món quán hủ tiếu có mì gói khác nữa không? Nghe nói là Nabi review cái bánh phồng tôm này ngon lắm các bạn, nên mình sẽ ăn thử trong cái tô này nó có gì đặc biệt nha mọi người. Ngon thiệt. Nhưng mà tôi không chê được các bạn. Không lẽ bây giờ chê. Nhưng mà nó ngon thiệt. Ngon đúng không? Ừ. Ở đây chúng ta có một đứa ăn ké. À, giống bán bột lọc. Ngon không? Nhưng mà nó ngon đúng không? Mình ăn những cái món rất là kỳ lạ. Kỳ đâu mà kỳ. Người ta sẽ chiên nhưng mà mình sẽ ăn không. Cái này là do tại mọi người chưa biết để thôi. Chứ cái này là được nấu ở trên mạng rất là nhiều. Hồi đó mẹ mình là chỉ mình trước, xong mình mới biết, xong mình mới search trên mạng là cũng có nhiều người nấu như vậy. Ừ. Rất là ngon. Chị em mình ăn đây. Tráng miệng. Đây là một tên nó thanh long vàng luôn. Đó giờ tôi không biết có thanh long màu vàng luôn á. Đó chỉ biết có thanh long màu đỏ với màu trắng thôi. Cái này màu vàng, trong màu đỏ. Cái màu trắng hả? À quên, nó trong màu trắng. Và nó giống như kiểu thật á, nhìn nó hơi trong trong. Ngon không? Ngon. Ok. Ok. Chúng ta đang mì tôm thanh long. Hôm nay là một buổi thanh long. Ok. Mì sẽ có chắc với tôi nha. Đó là một bữa ăn no nê của mình cùng với Nabi bằng những cái món nguyên liệu vật liệu mà tụi mình đã đi mua. Và bây giờ tụi mình ăn no xong thì nằm ngủ một giấc thiệt là ngon. Và nếu các bạn muốn tụi mình nấu thêm món gì nữa thì đừng quên comment ở dưới nha. Còn bây giờ thì mình đi ngủ đây. Bye bye.